cổ thật xiên vào vòng tối. Ngàn ăn mai đưa thiên kiều về mong con. Không, em không về, em không về mong con. Hả hát thiên kiều, em không về. Thì để mã thu này sẽ chịu cực hình cũng khiếp nhất nhất. Nếu tiểu thôi còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thôi nên về lại với quê. Oh, yeah.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Chiều nay anh bỗng nhiên